Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 7 tháng 8 mình có một cái video là hướng dẫn ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 đô tốc cần có cái hiệu là BCBKS nè bạn, từ sự kiện của Market Cap và Sikabay nha bạn. Thì hiện tại dự án này nó có đã danh sách winner các bạn, thì các bạn vào chat nha bạn. Nếu bạn nào đã trúng vào danh sách phân phối thì các bạn copy con chat cái phần link mô tả dưới video của mình nha bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate của mình nè, các bạn dán con chat của nó vào nha bạn. Rồi các bạn mở ra, mình đã nhận được 2 tốc cần nè các bạn. Hiện tại tốc cần này hồi sớm là 9 đô mấy cho một tốc cần các bạn. Hiện tại nó đã sắp các bạn, vì mình bận quá mình chưa xả kịp các bạn. Thì hiện tại tốc cần này listing sàn BankerSwap các bạn. Thì các bạn vào mục DApp các bạn, các bạn vào sàn BankerSwap các bạn. Sau đó các bạn connect ví các bạn, mình xả thôi các bạn. Rồi các bạn dán con chắc của nó vào đây nha các bạn. Xả thôi, sớm bận quá. Rồi các bạn áp vào các bạn, rồi các bạn chống ngắt nè các bạn, mình nhận được 0.036 BNB. Rồi bạn bấm vào áp luôn các bạn, rồi các bạn bấm chấp thuận nè. Rồi sau đó các bạn bấm swap các bạn, xả thôi các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn phí mạng 0.5 đô các bạn. Rồi các bạn chờ swap chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm club các bạn. Rồi mình đã swap chưa? Mình coi lịch sử rồi. Rồi đang swap. Rồi ok, mình đã swap thành công các bạn. Rồi kiểm tra BNB mình coi. Ok, mình được 16 đô mấy, 17 đô nữa các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.